Phần 16: Gặp tướng Nguyễn Khánh. Hôm nay ngày 10 tháng 2 năm 1964, chỉ còn 2 hôm nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Trước đây 3 ngày, tướng Nguyễn Khánh thành lập chính phủ và ông ta là thủ tướng. Tôi được nghe phong phanh Nguyễn Khánh sẽ đi kinh lý miền Trung trong một vài ngày tới đây. Tôi đặt tâm chú ý về chuyến đi này của ông ta. Tôi liên lạc mãi với không đoàn vận tải nhưng ở đây chưa biết gì cả. Nếu tướng Nguyễn Khánh kinh lý miền Trung, chắc chắn ông ta sẽ dùng chiếc máy bay J-47 tốt nhất của không đoàn. Chiếc máy bay này ngày trước dành riêng cho Tổng thống. Đại úy Tụng là người cắt đặt những phiên bay thường ngày. Tôi sẽ nói với Đại úy Tụng đặc biệt cho tôi được bay chở tướng Nguyễn Khánh. Tôi không nói rõ với Đại úy Tụng tại sao tôi có ý định muốn gặp tướng Nguyễn Khánh. Tôi giấu kín những ước ao gặp tướng Khánh, chẳng qua muốn gửi đến ông lòng thương mến của Tổng thống Ngô Đình Diệm đã nói trước khi nhắm mắt. Tôi tin tưởng gặp tướng Khánh, ông ta sẽ xúc động chính cửa miệng của một sĩ quan tùy viên nói về Tổng thống vào phút lâm chung, và đặc biệt những lời gọi là chối chăn được nhắn nhủ cùng tướng Khánh. Dịp tốt này tôi hy vọng thành công, dù tướng Khánh không còn nghĩ đến Tổng thống, nhưng tôi làm trọn thêm một lần nữa chức vụ sĩ quan tùy viên cho Tổng thống an bình nơi cõi linh hồn. Cho nên, những ngày kề cận Tết như thế này, những kỷ niệm về Tổng thống sống dậy mãnh liệt trong lòng tôi. Những bọn đón gió, những bọn cầu danh hàng năm vào ngày này đã chuẩn bị quà biếu ra mắt Tổng thống tại ngôi nhà Phú Cam trong 3 ngày Tết. Dù bận việc đến đâu, dù rất thích ăn Tết với gia đình, bọn này cũng lũ lượt ra Huế để chứng tỏ mình là bầy tôi trung thành. Đã bao năm tôi chứng kiến đi, chứng kiến lại những bộ mặt hối hả của các ông bộ trưởng vì lý do nào đó về Huế muộn màng khi vào ngôi nhà Phú Cam trình cụ là bận việc dân dù 3 ngày Tết cũng phải vuông tròn công việc. Những câu dối trá như thế Tổng thống Diệm đều biết rõ tim đen, nhưng Tết là ngày thiêng liêng dân tộc. Tổng thống bỏ qua, không màng đến những chi tiết dối người dối mình để giữ vững công danh. Tổng thống là gương sáng cho những lãnh tụ sau này, phải đề phòng bọn dưới trướng. Cái bọn này thời nào lúc nào cũng đánh hơi tài tình. Chính cái bọn này đã làm cho cơ đồ Ngô Đình Diệm tan tành, và cũng chính cái bọn này đưa đường cho cái chết thảm sầu của Tổng thống. Những kẻ đứng bên lề chính trị, những kẻ đang hoạt động chính trị đương thời, hay dĩ vãng rất gần 9 năm qua phải công nhận rằng Tổng thống hoàn toàn chinh phục được cái uy từ 1954 đến 1963. Cái uy đó quá lừng lẫy đến nỗi những kẻ phản bội thiển cận kết tội nguy hiểm, sợ nguy hiểm tức là lo lắng hậu họa, vì thế đã ra lệnh đạn lên nòng thủ tiêu Tổng thống rồi dối trá phao tin tự tử. Ngày nay dân chúng tiến bộ tư tưởng khá cao, Tổng thống chết họ phải đi tìm nguyên nhân sự thật, và sự thật đó đã làm trái ngược và giảm rất nhiều đối với hội đồng tướng lãnh ngày 1 tháng 11 63 khá nhiều. Tôi cảm thấy mình uất ức dâng lên mỗi khi nghĩ đến cái chết của Tổng thống. Từ uất ức đó tiến đến sầu bi, thương thay số phận hẩm hiu bất thần cho Tổng thống. Ngày cuối năm nhớ lại Tổng thống, tôi âm thầm tưởng niệm tận đáy lòng chân thành của sĩ quan tùy viên đã nằm gai nếm mật trong đoạn đường cuối với Tổng thống, và anh linh thiêng liêng của ngài, tôi quyết tâm gặp tướng Khánh cho kỳ được. Dù tướng Khánh đã đi chung rồi nhưng tôi chưa tắt hy vọng. Tôi sẽ tranh đấu được cử đi đón tướng Khánh, và Đại úy Tụng đã hứa chắc vì tôi quá năn nỉ không để trượt tướng Khánh trong chuyến về này. Tôi được biết rõ tướng Khánh sẽ trở về Sài Gòn ngày mùng 1 Giáp Thìn, đúng ngày đầu năm. Như thế nếu tôi được bay phải cất cánh từ Tân Sơn Nhất khoảng 7 giờ sáng ngày hôm đó. Tôi chuẩn bị ăn Tết trong ngày 29 âm lịch thăm bà con trước, viện cớ đầu năm đi công tác. Chiều ngày 29 tôi đến thăm chú tôi, Thiếu tướng Đỗ Mậu, ở đó tôi gặp ông thầy Tử Vi Minh Lộc. Tôi không tin bói Tử Vi bao giờ cả. Thầy Minh Lộc đã nói với chú tôi, thầy ấy rất mừng và chia vui với chú tôi là trong năm này tôi thoát nạn. Đáng ra tôi phải chết trong năm này, Tết đến là chạy quá rồi. Tôi nghe nói thế vì trước mặt chú tôi không làm mất lòng. Đêm đó tôi nán lại nhà chú tôi khá lâu để bàn chuyện với chú thím về đường vợ con. Thầy Minh Lộc bảo rằng trong năm này tôi hạn nặng, đúng ra phải chết. Tuy rằng tôi đã suýt chết tai nạn máy bay rơi gần sân bay Liên Khương Đà Lạt, tôi vẫn không tin lời của thầy Minh Lộc, ý nói bói ra ma quét nhà ra rác, hơi đâu mà lo mà tin cho mệt xác. Trong nhà chú tôi sắp mở sòng xì phé, vì thế thầy Minh Lộc về sớm. Chú tôi nghiêm mặt nói với tôi, năm cũ hết rồi chú mừng, chú tin tử vi của thọ lắm.
Tôi chỉ gật đầu chấp thuận mà không nói gì cả. Canh bạc gần đến nửa đêm, chú tôi bảo tôi về ngủ sớm vì ngày mai phải bay đón tướng Nguyễn Khánh sớm. Tôi cố nấn ná ở lại nhưng chú tôi không bằng lòng nên đành phải ra về vậy. Tôi về nhà khá khuya, con đường Duy Tân buồn tẻ đầy bóng tối. Ngày cuối năm sao lại quá vắng lạnh như thế? Tôi đẩy cửa vào nhà thấy nhiều chậu cúc vàng sắp đặt gọn ghẽ trong phòng khách. Trên bàn một số lớn thiệp chúc Tết của bạn bè thân hữu Sài Gòn và ở xa gửi về. Tôi được rõ những chậu hoa cúc đó người quen tặng tôi và chắc rằng em tôi cùng người bếp sửa soạn tươm tất đón xuân. Trên bàn tròn, giữa nhà tôi còn bắt gặp vài dòng chữ của thiếu úy Lưu Kim Cương hẹn gặp tôi trong đêm này tại nhà hàng Móng Trời. Tôi đọc đến đó thì cô Phụng, nữ tiếp viên phi hành Air Việt Nam cùng Lưu Kim Cương trở lại. Chúng tôi ăn nem gói, nghe nhạc trong chốc lát rồi ra khỏi nhà. Tôi vẫn không tìm được niềm vui, cô Phụng hôm nay lại mặc bộ quần áo màu đen. Trông khuôn mặt nổi hẳn lên, nhưng tôi không mấy quan tâm vì cái buồn cứ day dứt trong lòng mãi, và chính tôi không biết nguyên nhân tại đâu lại thế. Bỗng nhiên tôi nhớ đến từng khuôn mặt của những người thân, nhất là ba tôi, hai em tôi, rồi tôi nhớ đến lời nói của thầy Tử Vi Minh Lộc. Tôi kể cho Lưu Kim Cương nghe điều đó, Lưu Kim Cương cười đùa rằng, thế là sống dai rồi đấy. Buổi đêm cuối năm rong chơi như bị ép lòng mãi, nhảy nhót ở Móng Trời không đem lại hứng thú cho tôi như thường lệ. Màu áo đen huyền của Phụng cứ quanh quẩn trong trí tôi. Tôi cảm thấy hối hận khi nhớ đến Mộng Điệp, người yêu của tôi, đã về ăn Tết Đà Nẵng từ hôm 25 tháng Chạp âm lịch. Tôi hứa với Điệp, may ra tôi đến Đà Nẵng chúc Tết gia đình nàng. Tôi phải làm như vậy vì tôi sẽ cưới Điệp trong năm sắp tới. Nhưng chưa xác định vào tháng nào, tôi bỗng nhiên thấy xa cách Điệp như không bao giờ sẽ gặp lại. Ý nghĩ quái gở làm cho tôi bồi hồi thương nhớ và muốn trời mau sáng để đi đón tướng Khánh, đồng thời có thì giờ rảnh đến với Điệp. Sau giờ phút với Lưu Kim Cương và Phụng, tôi trở về nhà với nhiều nỗi buồn lạ lùng. Tôi không tài nào chợp mắt được nên cứ ngồi viết mãi. Ngày mai cũng một chuyến đi nhưng hoàn toàn khác lạ với hàng năm khi Tổng thống Diệm còn sống. Ngày cuối năm giờ này đang bước qua thềm năm mới. Lúc giao thừa tôi không màng chờ đón bài diễn văn chúc mừng của tướng Dương Văn Minh gửi đồng bào và quân đội toàn quốc như hàng năm. Tôi đợi chờ từng giây từng phút lời của Tổng thống Diệm. Chỉ có Tổng thống Diệm mới gây cho tôi niềm tin tưởng. Đáng ra ngày mai Tổng thống Diệm tiếp các đại sứ ngoại giao đoàn từ sáng sớm. Vị đại sứ niên trưởng Đại Hàn đại diện tỏ lòng chúc tụng Tổng thống cùng nhân dân Việt Nam một năm mới thịnh vượng hạnh phúc. Lúc 9 giờ rưỡi trở đi, Tổng thống tiếp Phó Tổng thống Nguyễn Ngọc Thơ và các bộ trưởng cùng tướng lãnh bốn vùng chiến thuật. Sau đó, Tổng thống Diệm dùng tạm cơm trưa trước khi đi Huế. Như thế ngày mùng 1, Tổng thống ở Sài Gòn gần trọn buổi sáng. Thường lệ trong chuyến về Huế này, Tổng thống đi chung cùng Đức Cha Thục. Nhưng vào năm cuối của chế độ, Đức Cha Thục là giám mục địa phận Huế nên không có mặt. Trong những bộ trưởng, tướng lãnh chúc tụng Tổng thống nhân dịp đầu năm mới cũng có một số đông vắng mặt. Thật ra những vị này đã đi Huế trước Tổng thống 12 tiếng đồng hồ. Vì thế khi tôi theo chân Tổng thống đến sân bay Phú Bài Huế thì những vị này đã túc trực đón tiếp. Đi ra Huế trước của các vị này cũng có mục đích. Họ ra để nịnh hót cậu Cẩn và để cho Tổng thống thấy mặt được coi là trung thành. Giờ giao thừa trôi qua 3 tiếng đồng hồ rồi, tôi vẫn không ru được giấc ngủ trong cái buồn tẻ đó. Hầu như tôi an tâm và bình thản lúc này. Tôi biết cảm tưởng của mình trước khi gặp tướng Khánh ở Đà Nẵng. Và tôi sẽ tiếp tục ghi vào đây tối hôm sau 14 tháng 2 64 khi đã hoàn toàn gửi những lời tâm huyết của Tổng thống đến ông ta. Đêm càng thêm dài qua sự mong mỏi trời sáng mau của tôi. Tất cả đều chậm chạp như cỗ xe tang đi vào nghĩa địa hoang vắng vào một buổi chiều cuối thu đầy lá vàng chết úa. Tôi chưa tìm được khoan khoái trong lòng. Tôi lo sợ sự phản ứng của tướng Nguyễn Khánh, vội quên đi những ngày tháng được Tổng thống trìu mến. Tôi nghĩ xa xôi nhiều vấn đề, rồi đâm ra lo lắng thất bại. Tôi cũng biết rằng thời thế này của tướng Khánh và có thể Nguyễn Khánh hôm nay không phải là Nguyễn Khánh ngày xưa của Tổng thống nữa. Lòng người ta thay đổi từng giây từng phút, nhất là trong cái xã hội tranh giành hiện tại này chứa đầy oán hận. Đau buồn một sĩ quan tùy viên biến thành nhân chứng lịch sử qua sự trốn chạy của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Lời thề đầu năm của tôi là mãi mãi sống trong lòng với hình ảnh Tổng thống bất diệt. Lòng ngưỡng mộ đó dù đớn đau nhưng thúc đẩy tôi phải cố gắng trở thành một người hữu ích. Tổng thống thường dạy bảo như vậy. Tôi cảm tưởng mỗi khi nhắc nhở hoặc viết lại trong nhật ký này, tâm thần nổi loạn trong tức tối mà không thể làm gì được. Đáng lẽ phải viết như vậy cho hả dạ, rồi đọc đi đọc lại,
như đi vào cơn mê triền miên của một đời người. Tướng Khánh dù sao cũng là người thời thế tạo anh hùng, một người một vị tướng bất thần có công danh trên tột độ và cao vút. Đỉnh vinh danh này không một tôn ti trật tự, hầu như cái phù phiếm đó luôn luôn bị quấy rối và hỗn độn bất cứ giờ phút nào. Dưới thời Tổng thống Ngô Đình Diệm, tướng lãnh không mấy quyền hành, các vị tướng đều phải phục tùng quá cỡ đối với Tổng thống. Những vì sao quân đội lu mờ trước vị nguyên thủ quốc gia, nhưng sau đảo chánh 1 tháng 11 63, tướng lãnh là then chốt trên bàn cờ chính trị trong và ngoài nước. Nạn lạm phát tướng lãnh đang phá sản ngày thành công cùng đảo chánh 1 tháng 11. Những thanh lọc tranh giành nhau làm sao xuyến lòng dân, đồng thời nạn nội chiến như đứng chờ sau, tình hình như con bệnh sắp ngã xuống. Vì thế người ta mỗi ngày nhớ lại hình ảnh của Tổng thống Diệm, duy chỉ Tổng thống mà thôi, còn chế độ Ngô Đình Diệm với bọn ăn hại thì ngao ngán lắm rồi. Người ta nghĩ rằng nếu hội đồng tướng lãnh không giết Tổng thống, hãy để cho ông sống, lãnh đạo quốc gia mà chỉ áp lực, bắt giết chết bọn phá hoại chế độ. Tôi tin chắc tình hình không như thế này. Vả lại hội đồng tướng lãnh trở thành quan trọng mà được dân chúng phục tòng là giới quân sự lãnh đạo yêu nước, bỏ thù riêng, lo việc nước. Riêng về cá nhân Tổng thống Ngô Đình Diệm sẽ trở thành Ngô Đình Diệm với chính sách cởi mở như hồi 1954 đến 1958 và Tổng thống sẽ ăn sâu ngày biến cố 1 tháng 11 63 mà không coi thường tướng lãnh như con cái trong nhà. Cuối cùng quân đội là của nhân dân chứ không phải của riêng một cá nhân một chế độ nào cả. Đêm về sáng của ngày đầu năm, tôi tỏ niềm riêng tư với nỗi lòng tha thiết cho Tổng thống thật chân thành. Ngày thiêng liêng này, linh hồn của Tổng thống chứng giám cho tôi, một sĩ quan tùy viên sẽ sống mãi bên Tổng thống, và Tổng thống dù nằm dưới đất sâu nhưng không bao giờ tan biến hình ảnh với sĩ quan tùy viên này. Một năm mới sẽ nhiều đổi thay, một Nguyễn Khánh người đã bái phục Tổng thống trăm muôn vạn lần, Tổng thống cứ yên chí, con chuyển lời đến ông ta, sự thờ ơ phản bội trung tín do ở ông ta. Vì lý lẽ ở đời, sự chọn đạo, làm người là đầu mối quyết định đời tướng Nguyễn Khánh vậy. Tôi đang tâm sự âm thầm với Tổng thống, đêm trừ tịch chắc phải linh thiêng, linh hồn Tổng thống nhàn du đâu đây, hãy trở về báo mộng cho tôi những gì Tổng thống muốn chỉ bảo với tướng Nguyễn Khánh. Ngày mai trong chuyến đi cho người quá vãng, chuyến đi gửi lại một lời đã xảy ra không hàn gắn được, đó là sự chết của Tổng thống. Tôi nhìn ra khung cửa đen mực bóng tối, nhưng chắc rằng không sâu bằng lòng dạ người đời đã giết Tổng thống. Tôi biết đó là đêm tối, đêm 30, đêm 29 được coi là 30 về tháng thiếu. Đêm này người ta nói tốt nhất trong 365 ngày của một năm. Nhưng khi nói đen tối như mực, dầu sao cũng khái niệm về cái đen đó, nó đến mực nào. Còn lòng người làm sao hình dung được cái tàn nhẫn qua bộ mặt đạo đức, sự thù hận qua khung cảnh được gọi là cách mạng. Sự tàn sát, trận mọi âu lo qua tự sự. Cái chết của Tổng thống Ngô Đình Diệm đáng mến, lồng bóng trong ngần thứ ấy. Nó đau thương vỏn vẹn vì lòng dạ con người bất tuân cái trọng nghĩa khinh tài. Ngày vui chóng tàn, cơn đau thương sẽ theo thời gian biến vào dĩ vãng. Đau thương và dĩ vãng năm 63 hoàn toàn dành riêng cho Tổng thống. Và đã là Tổng thống thì dĩ vãng đó là trang sử ca ngợi ông và kết tội những kẻ phản bội, kẻ nịnh hót đã vùi lấp thân thể Tổng thống bằng 3 viên đạn rulo ngắn nòng. Đồng thời đau thương kia sẽ triền miên in hằn dấu vết vào tâm linh những người trai trẻ như tôi nguyện phụng thờ Tổng thống đến hơi thở cuối cùng. Con người như Tổng thống Diệm mà khi chết tiêu tan tất cả, huống hồ tôi nghĩa lý gì, chỉ biết lấy tinh thần trung kiên lấp bỏ những phù phiếm, chỉ biết đem tấm lòng thành gửi vào cõi chết cho người quá vãng ngậm cười an giấc ngàn thu. Ngày 2 tháng 11 ngày giỗ của Tổng thống Ngô Đình Diệm, ngày mùng 1 Tết và ngày giỗ tổ tiên đã nhọc công sinh thành, ngày nay Tổng thống Diệm đã thanh thản cũng bước vào cỗ xe của tổ tiên. Chính Tổng thống được ân huệ gột bụi trần bởi hội đồng tướng lãnh, chính Tổng thống bỏ lại sầu tư của mình trên quãi đời này. Tuy nhiên, người đã ra đi rồi, con thuyền không lái, dây ngựa không cương, ngôi nhà vô chủ, tôi tớ hung hãn biến thành loạn. Ngôi nhà sụp đổ, con thuyền tròng trành, ngựa mạnh nấy phi. Tổng thống Diệm bị giết để lại một tình thế rối ren như các sử gia đã chép về đời nhà Nguyễn khi vua Tự Đức băng hà. Tôi mân mê bức thư nhỏ của Trung úy Thành, người phi công sẽ bay với tôi trong chuyến đi Đà Nẵng này. Trung úy Thành viết rất gọn và hấp tấp bằng viết bi màu đỏ. Trung úy Thành cho tôi biết chúng tôi sẽ bay chiếc phi cơ C-47 dành riêng cho Tổng thống Ngô Đình Diệm ngày xưa. Thế là cánh chim sắt lại càng gây cho tôi thêm kỷ niệm về vị Tổng thống thương yêu. Chiếc máy bay này
ngày nay dành cho tướng Nguyễn Khánh, và cũng chính phi cơ này, ngày này, tướng Nguyễn Khánh phải đứng chầu trực khi Tổng thống Ngô Đình Diệm bước lên, và ông ta phải ngồi đằng sau lưng Tổng thống Diệm hàng nhiều dãy ghế. Nay đổi thay mất rồi, tôi sẽ chứng kiến chiếc ghế bành ngày xưa Tổng thống ngồi trên chiếc phi cơ đó, bây giờ là Nguyễn Khánh chiếm đoạt ngự trị vào đấy. Nhưng dầu sao, thế cách vẫn khác biệt muôn trùng. Chiếc máy bay tốt nhất Việt Nam đặc biệt cho Tổng thống đã qua tay của tướng Minh, rồi nay đến tướng Khánh. Sự thay đổi đó làm cho tôi đau lòng tưởng nhớ Tổng thống. Tôi vô tình bước vào con đường ngày xưa đầy hoa gấm, con đường hàng triệu quần chúng hoan hô Tổng thống, ngày nay cố nhiên không còn nữa, nhưng tôi vẫn còn sống trong dĩ vãng đó. Và nghĩ rằng cuộc đời hư hư thực thực này đã cho tôi trải qua giấc mộng tươi đẹp Ngô Đình Diệm. Tôi đang đợi ánh sáng dâng lên, tôi đang thúc đẩy bóng tối lùi lại thật chóng. Dù ánh sáng vội vàng của ngày 2 tháng 11 63 khác biệt lúc này, nhưng mỗi khi tờ mờ sáng, tôi cứ nghĩ thời gian đi vào quãi chết của Tổng thống. Vì thế tôi bỗng nhiên sợ hãi buổi sáng này, tôi phải gặp trở ngại gì không? Xin Tổng thống phù hộ cho tôi, như Tổng thống đã từng kêu gọi Thượng Đế sau những bài diễn văn. Ánh sáng ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn mờ mờ hiện lên trời cao. Tôi mở cửa sổ đón lộc ngày đầu của một năm. Tôi sửa soạn áo bay ra đi, lên đến phi đoàn vận tải thì chuyến bay đón tướng Khánh hoãn lại một ngày, nghĩa là ngày mai mùng 2 tướng Khánh mới trở lại Sài Gòn. Tôi ở lại trò chuyện với các bạn ở liên phi đoàn vận tải, trưa mới trở về nhà. Lần đầu tiên trong 3 năm qua tôi ăn Tết chọn ngày mùng 1 tại Sài Gòn. Tết này tôi cảm thấy không vui tí nào. Tôi đi thăm tất cả những người quen biết và chúng bạn. Họ cũng chúc tụng tôi năm nay cưới vợ sinh con trai đầu lòng. Không biết nghĩ thế nào mà khi họ chúc tôi như vậy, tôi đều trả lời chắc không bao giờ có. Thái độ của tôi làm nhiều người cụt hứng. Trong suốt ngày mùng 1 Tết tôi đi chơi nhiều với thiếu úy Lưu Kim Cương, nhưng trong lòng lại áy náy về chuyến bay ngày mai đón tướng Khánh. Tối hôm qua tôi đã trải qua tình trạng như thế, hôm nay trở lại làm cho trong lòng nóng lên như lửa đốt. Chiều mùng 1 Tết tôi cảm thấy buồn lạ lùng. Trong nhà hai đứa em tôi đã đi chơi từ sáng chưa về. Ba tôi trở về Huế ăn Tết từ trung tuần tháng Chạp. Anh bếp của Trung tá Nguyễn Văn Tư thuộc Sư đoàn 5 Bộ binh biệt phái cho tôi về Tam Hiệp với vợ con. Trong 3 ngày Tết, nhà vắng lạnh không thể tưởng tượng được. Sau cơn ngủ trưa bù đắp lại một đêm thức trắng đã không làm cho tôi tươi tỉnh trở lại. Trên bức tường, bức ảnh Tổng thống Ngô Đình Diệm thật lớn đang nhìn vào tôi. Tôi tự nhiên lo sợ và đứng dậy đến gần bức ảnh đó thì thầm. Cụ hãy bình thản, một ngày ngắn lắm, ngày mai con gặp tướng Nguyễn Khánh đây. 6 giờ chiều Lưu Kim Cương lại đến, cả hai chúng tôi dùng cơm tối ở La Siga. Tôi dẫn Lưu Kim Cương về nhà chú tôi đánh bài lấy hên. Khi còn ở La Siga, Lưu Kim Cương có hỏi tôi tại sao lại muốn gặp tướng Nguyễn Khánh như thế. Tôi biết Lưu Kim Cương hiểu lầm tôi rất nhiều. Theo tôi nghĩ thì Lưu Kim Cương tưởng rằng tôi cố gặp tướng Khánh để xin một vài công việc nhà binh cho chính tôi. Tuy nhiên tôi không lưu ý về lời của Lưu Kim Cương cho mấy. Đối với tôi, Lưu Kim Cương chỉ là tình bạn trong những thú vui và mới biết nhau từ hơn một năm nay. Tôi có cảm tưởng Cương chỉ chuộng công danh mà không biết gì về chính trị cả. Hơn nữa, Cương quá nể tôi vì khi tôi lên cấp đại úy thì Cương mới có chuẩn úy. Vấn đề đối với tôi không quan tâm nhưng Cương đầy mặc cảm như thế. Những người bạn thân của tôi phải nói là thiếu úy Khu Trục Hưng, thiếu úy Vận Tải Cơ Đặng Văn Đức và người tôi vừa kính trọng cấp bậc vừa là bạn hữu là đại úy Khu Trục Hà Xuân Vinh. 10 giờ đêm, chú tôi thúc giục tôi về nhà ngủ sớm dưỡng sức ngày mai đi bay. Tôi về và tiếp tục viết dòng chữ này. Thêm một ngày chờ đợi dần qua, đáng ra giờ này tôi đã viết lại cuộc gặp gỡ với tướng Khánh. Tin tưởng hoặc thất vọng đến phút này vẫn còn chưa biết được tướng Khánh sẽ nói gì. Tôi đang lo lắng chờ đợi và chắc chắn ngày mai sẽ giải đáp được. Chuyến bay đầu năm trắc trở với tôi, bỗng nhiên tôi thấy tâm thần buông trôi. Tôi lại dành nhiều ý nghĩ cho bà con thật nhiều. Tôi kiểm điểm lại cuộc thăm viếng đầu năm có thiếu ai không. Một vài người bà con xa tôi đã quên bẵng. Tôi nhớ lại khuôn mặt từng người ấy. Tôi tiếc rẻ không được gặp họ. Tôi lên giường ru giấc ngủ mà không thể nào chợp mắt được. Tôi cố ngủ sớm hơn thường lệ nhưng cứ trong mãi. Tôi vùng dậy ngồi lên bàn viết nữa cho đến khi nào mệt nhoài. Tại sao tôi lại ham thích viết? Kể từ ngày Tổng thống Diệm mất, tôi hăng say kể nhiều chuyện trong đó có thể làm mất lòng một số người, nhưng thật như thế không thể nào không nói lên được. Tuy nhiên nhật ký này tôi để lại cho con cháu khi tôi chân yếu tay mềm, gác bỏ chuyện đời, gẫm suy cái buổi thiếu thời. Dầu sao tôi cũng được thỏa mãn tới đích,
tôi gặp được tướng Khánh, tôi sẽ nói với ông ta nỗi thương tâm của tôi nhìn cảnh Tổng thống ở Dinh Gia Long, nhà Mã Tuyên, nhà thờ Cha Tam, rồi cuối cùng bước lên thiết vận xa M113 đầy bóng tối hắc ám. Tôi cố diễn tả đến mức tối đa sự buồn tối của một sĩ quan tùy viên nhận những lời nói cuối cùng của Tổng thống chuyển đến ông ta. Tôi nhấn mạnh rằng Tổng thống đã thương yêu tướng Nguyễn Khánh đến phút cuối cùng trước khi lên xe M113 về Tổng tham mưu. Tôi là người trong cuộc muôn vàn cảm động mỗi khi nhớ lại từng chi tiết, cảm động đến độ không tài nào diễn tả thành lời viết cho trung thực. Đã từ ngày Tổng thống ra đi vĩnh viễn, tôi quyết trong lòng phải gặp tướng Khánh, dù ngày chỉnh lý không xảy ra. Nếu cần, tôi thúc đẩy tướng Khánh nhớ lại Tổng thống Diệm, nổi lên chống lại ngày đảo chánh 1/11/63 do tướng Dương Văn Minh cầm đầu. Nhưng tướng Khánh đã hành động trước ý nghĩ của tôi. Thú thật tôi sung sướng, cười tươi khi thấy ngày chỉnh lý thành công, dù rằng tình thế không đem lại cho Tổng thống thoát cõi linh hồn ở ngôi mộ bằng phẳng tại Bộ Tổng tham mưu. Hôm nay tôi xin trả ơn nhỏ mọn cho người quá vãng đớn đau Tổng thống Ngô Đình Diệm bằng cách gửi lại cho tướng Khánh những lời dạy bảo của Tổng thống. Nhiệm vụ chắc cũng sẽ hoàn tất trong ngày mai. Tướng Khánh phải cảm động, phải chảy nước mắt để cố gắng làm được những gì mà Tổng thống ước muốn. Ước muốn đó không phải là sự trả thù tầm thường. Ước muốn đó không còn ích kỷ mà đầy tình thương yêu, cùng da cùng thịt của dân tộc chiến tranh này. Trước khi gác bút cho một ngày đã qua, gác bút một ngày viết với Tổng thống Ngô Đình Diệm cũng lấy làm mãn nguyện trong vài tiếng đồng hồ. Mỗi lần như vậy tôi mơ hồ tiếng ngắn ngủi trầm xuống của Tổng thống phảng phất đâu đây, và tôi cảm thấy mình đang lạc bước vào cõi linh hồn của những kẻ chết oan nhưng chỉ phiêu du mà không báo oán. Có lẽ tôi đã nhập tâm những lời dạy dỗ của Tổng thống khi còn ở Dinh Gia Long. Tổng thống chỉ dùng chữ uy trả ân mà không bao giờ nghĩ đến ân oán đi đôi. Tôi sung sướng về những ý nghĩ này. Đầu xuân này tôi ra đi theo tiếng gọi của Tổng thống, ra đi gặp tướng Nguyễn Khánh. Ngày mai 14/2/64 là ngày vĩnh viễn toại nguyện nhất sau ngày Tổng thống Ngô Đình Diệm băng hà. Tôi đi gặp Nguyễn Khánh cũng như tôi theo hầu Tổng thống với lời trăn trối. Tôi còn phải viết về Nguyễn Khánh ngày mai nữa không? Các bạn vừa nghe xong nhật ký Đỗ Thọ. Thiên Hoàng xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những hồi ký khác.